Phong cách doanh nhân, một tạp chí hàng đầu Việt Nam mang lại góc nhìn mới về doanh nhân, được sáng lập bởi doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương, và được điều hành bởi Á hậu Quý bà Thế giới Nguyễn Thu Hương. Tạp chí xoay quanh các câu chuyện, các chính sách của nhà nước và thế giới về lĩnh vực kinh tế. Phong cách doanh nhân còn hấp dẫn người đọc bởi nhiều đề tài liên quan đến kinh doanh, quản trị và cuộc sống dưới góc nhìn của doanh nhân, đặc biệt là những câu chuyện phong phú về cuộc đời của những doanh nhân thành đạt, đề cao ý chí và những bài học xương máu, những chia sẻ thiết thực của họ về kinh nghiệm trên thương trường, những điều giúp họ trở thành một doanh nhân thực thụ. Bên cạnh đó, phong cách doanh nhân còn chia sẻ những thông tin hữu ích về cuộc sống hay các xu hướng được cập nhật dành cho doanh nhân, những tư vấn tham khảo giúp doanh nhân ngày càng hoàn thiện về phong cách trong mắt đối tác và khách hàng. 10 năm qua, phong cách doanh nhân đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành tạp chí Việt Nam, khẳng định là một trong những ấn phẩm hàng đầu dành cho cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước. Cũng 10 năm qua, bên cạnh là chiếc cầu nối gắn kết, phong cách doanh nhân đã đồng hành và đóng góp không nhỏ trong hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân của các doanh nhân Việt Nam và quốc tế, chứng kiến sự thành công về thương hiệu của rất nhiều doanh nhân và doanh nghiệp. Bên cạnh ấn phẩm được phát hành hàng tháng, phong cách doanh nhân còn có giải thưởng top 100 phong cách doanh nhân quốc tế được bình chọn hàng năm nhằm tìm ra những gương mặt doanh nhân Việt Nam và nước ngoài tiêu biểu, có phong cách, có đóng góp cho cộng đồng và biết xây dựng hình ảnh cá nhân, sẵn sàng hội nhập với quốc tế. Giải thưởng top 100 phong cách doanh nhân quốc tế là chương trình tầm cỡ toàn cầu tạo được dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. Những doanh nhân được lựa chọn luôn cảm nhận được niềm vinh dự lớn lao, một sự đền đáp cho những gì họ đã nỗ lực cống hiến cho bản thân, cho doanh nghiệp và cho xã hội. Chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với tạp chí Phong cách Doanh nhân. Đây trên tay Hương là tạp chí Phong cách Doanh nhân. Tạp chí được ra đời từ năm 2008 với một cái sứ mệnh, đó là tạo ra một góc nhìn mới về doanh nhân. Với hai ngôn ngữ Việt, Anh thì tạp chí Phong cách Doanh nhân mong muốn là sẽ kết nối cộng đồng doanh nhân Việt Nam với cộng đồng doanh nhân quốc tế. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, giờ đây thì tạp chí Phong cách Doanh nhân đã mang trên mình một cái sứ mệnh cao cả hơn, đó chính là có thể kết nối các thương hiệu, các doanh nhân trong nước với cộng đồng doanh nhân trên toàn cầu. Và bên cạnh đó nữa thì Phong cách Doanh nhân còn mong muốn là một nơi có thể giúp doanh nhân xây dựng thương hiệu và nhân hiệu, đem đến những cái cơ hội để doanh nhân có thể chia sẻ được những cái sứ mệnh tầm nhìn của doanh nghiệp, và bên cạnh đó có thể giúp cho thương hiệu của doanh nhân có thể tỏa sáng hơn. Bắt đầu từ năm 2020 thì Phong cách Doanh nhân sẽ trở nên đa dạng hóa hơn, không chỉ là một tờ tạp chí mà chúng tôi còn sử dụng truyền thông 360 độ với các công cụ media để giúp cho Phong cách Doanh nhân hỗ trợ cho cộng đồng doanh nhân tốt hơn. Ví dụ như là chúng tôi sẽ phát triển kênh YouTube của Phong cách Doanh nhân TV. Chúng tôi kết nối với cả các kênh truyền hình để tạo ra những cái talk show dành cho cộng đồng Phong cách Doanh nhân. Bên cạnh đó nữa thì những cái hoạt động offline từ trước đến nay Phong cách Doanh nhân vẫn làm, ví dụ như là giải thưởng top 100 Phong cách Doanh nhân hay là những hoạt động như là Lead the Talk vẫn được duy trì đều đặn hàng tháng, và đặc biệt hơn là những buổi Business Lunch hàng tuần của cộng đồng Nam Phong cách Doanh nhân BSIN gắn kết với cộng đồng Woman Leader để có thể chúng ta kết nối hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Phong cách Doanh nhân giờ đây không chỉ là một tạp chí mà còn hơn thế nữa, nó là một mạng lưới, một cái sự kết nối để giúp cho doanh nhân có thể nhanh chóng xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp cũng như là xây dựng thương hiệu cá nhân. Và Phong cách Doanh nhân còn là cơ hội để chúng ta phát triển hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả. Hãy kết hợp với Phong cách Doanh nhân để gia tăng giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp cũng như là cá nhân nhé, thưa quý vị.